Dạ thưa anh Thiên Tuấn Kiệt, cho em hỏi bây giờ làm cách nào để xóa hết trượt ạ? Em lỡ vô lăng bác năm ngoái, khi đi về Việt Nam, cảm ơn anh Kiệt nhiều. Giờ lỡ vô lăng bác rồi phải không, là dính 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 trượt của bác rồi phải không? Thì mình đặt năm loại trái cây ở ngoài trời để mình khấn, rồi mình nói là ngày đó giờ đó tôi lỡ đi vô thăm lăng bác, xin các chư vị gia hộ cho những cái quan hồn vong linh chấn ém gì ở chỗ lăng bác đừng có bám vào thân con, để cho con được bình an, may mắn, vui vẻ, hạnh phúc cuộc sống. Nhưng mà phải đặt một trái cây ngoài trời khấn vậy đó.